Ăn đứng nó đi, ăn đứng nó, mẹ lấy nét đi. Đứng đó. Rồi ăn chào đi, ăn quay qua chào đi. Xin chào tất cả mọi người. Chào ông bà, cô chú, anh chị em và các bạn. Xin chào tất cả mọi người. Đang làm gì á? Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay kênh của mình đạt được 2.000 người đăng ký. Mình xin chân thành cảm ơn đến tất cả mọi người đã đăng ký kênh ủng hộ gia đình mình. Hôm nay mình sẽ dẫn An đi mua mua gì? Kẹo. Mua kẹo hả? Ừ. Mua bánh kem. Kẹo mới được hả? Ừ. Bây giờ mình sẽ đi mua bánh kem, nhưng mà không có mua cái bánh kem người ta làm sẵn. Sao hả? Mua kẹo hả? Ừ. Kẹo mới được. Bây giờ sẽ mua nguyên liệu về tự làm bánh kem cho An làm bánh kem nha. An ơi. Ừ. Dạ. An dạ đi, mẹ cho đi nè. Dạ đi. Dạ. Rồi mình đi hen. Con muốn đi xe hay là đi bộ nè? Đi bộ. Đi xe được không? Đi bộ. Đi bò hả? Ừ. Con đi bộ. Đi bộ. Rồi vậy đi ha. Trời mưa rồi, không đi bộ được rồi. Đi xe nha. Trời mưa rồi, không đi bộ được. Trời mưa rồi. Trời mưa đi bộ mắc mưa lạnh. Đi xe đi, năn nỉ á. Đi xe đi. Ủa. Đi xe nha. Đi xe với mà. Trời ơi ơi, chạy luôn mà mọi người ơi. Nè đi xe này, trời mưa. Định dẫn An đi bộ đi chơi luôn mà trời mưa rồi mọi người ơi. Không đi bộ được à. Bây giờ đi xe. Dữ dữ lắm mới được á. An ơi. An ngủ rồi mọi người ơi. An ngủ rồi. An ơi. An ngủ rồi mọi người ơi. An ngủ gì đi về nha, tới siêu thị mà an ngủ rồi. Ủa chưa ngủ hả? Vậy đi siêu thị nha. Con đi siêu thị con mua gì? Kem nha. Mua kem. Mình đã tới siêu thị rồi nha mọi người ơi. Bây giờ mình sẽ đi mua bánh bông lan. Vì là nó để cho mình hai lớp á. Cho nên mình một bịch này thôi ha. Nè. Hả? Nho, đúng rồi, mua gì nữa? Dâu, rồi mua dâu làm bánh kem ha. Ăn lấy đi, ăn lấy một bịch dâu đi. Chỉ tùm lum hết trơn vậy. Kiwi. Kiwi, rồi ăn lấy một hộp kiwi đi. Kiwi. Rồi mẹ bỏ vô gỏi ha. Sao? Ăn thích cái gì? Ăn măng măng hả? Trời ơi, thích ăn măng măng mọi người ơi. Tại sao? Cho con một hộp ha. Dạ đi. Ăn dạ đi mẹ cho. Ăn ạ mẹ đi, ăn dạ đi. Ăn mẹ. Thích quá hen, im hen. Bây giờ sẽ đi đâu nữa An? Bây giờ đi đâu nữa Giang? Đi mua kem. Kem trong hộp kem.
đang ngủ gục rồi mọi người, cho nên bây giờ mình sẽ tranh thủ mua mấy cái trang trí trên bánh kem á, rồi xong rồi mình đi về liền ha. Này nó bán nguyên một set gì hả? Mình với Giang đã chuẩn bị xong cái phần nguyên liệu để làm bánh kem rồi nè mọi người. Phần trái cây là mình dùng dâu với lại kiwi. Còn phần kem 3 hộp. Cốt bánh thì mình dùng 2 lớp. Còn cái phần trang trí ở trên thì mình dùng sô-cô-la nha. Mình làm bánh kem đơn giản tại nhà cho nên là không có cần đồ nghề gì hết nha mọi người. Chỉ cần một cái dĩa là được rồi. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành làm. Ăn ăn dụng kiwi nè. Sao ăn chắc lên được gì đó hả? Ôi ơi. Thôi ăn giúp mẹ ha. Được không? Tài ngồi xuống đi. Chừng nào mẹ kêu ăn đưa kem là ăn đưa nha. Bây giờ trước tiên mẹ sẽ khui bánh bông lan ra. Bánh bông lan. Mình sẽ để xuống một lớp bánh. Mình sẽ gỡ cái vỏ của nó ra. Chưa. Khui ra, khui kem ra nha. Khui kem ra. Đây. Rồi, ăn lấy kem ra cho mẹ đi. Ok. Đây, đưa cho mẹ nha. Bây giờ mình sẽ để kem lên bánh nha mọi người. Kem. Bánh thứ hai lên. Chưa trang trí chứ không phải ăn. Chưa. Chưa nha. Chưa. Mày gấp cái lử á, thì ở đây đang nói chuyện đi. Trèo lên bàn luôn vậy. Xong rồi nè mọi người ơi, bánh kem đã hoàn thành. Các bạn ơi, nhìn nó trông nó đẹp làm sao. Ê, cho ăn đi. Khô quá. Cái chừng đụng gần hay chừng đụng cái bánh kem. Tay áo không đụng bánh kem. Bánh kem đẹp làm sao. Anh ơi, con có mời ba ăn chưa? Kêu ba ơi. Ăn bánh. Ok, mời mọi người ăn luôn ha. Mời mọi người ăn bánh kem nha. Ha. Yeah. Mời mọi người ăn bánh kem ha. Dạ. Mời đi. Mời mọi người bưng bánh rồi mời mọi người ăn đi. Của mẹ xịt ta. Thì mời mọi người ăn cả. Mời mọi người. Ăn bánh. Giỏi quá. Hôm nay ăn giỏi quá ta. Chuẩn hợp mặt nha. Liếm là hết đẹp đó.
Okay. Itadakimasu. Itadakimasu. Mời mọi người ăn bánh.